Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh YouTube Âu Việt Farm mình ha. Thì hôm qua mình có quay một clip nhẹ là phơi nắng một đàn corgi. Hôm nay thì mình vừa mới tắm xong thì mình sẽ quay lần lượt từng bé cho anh chị xem ha. Thì giới tính và lại mình đánh số thứ tự ha, từng bé thì anh chị xem thích bé số mấy thì liên hệ qua Zalo ha. Các bạn Zalo mình sẽ gửi lại clip và hình chi tiết từng bé đó cho anh chị xem ha. Rồi mời anh chị xem lần lượt từng bé ha. Bé đầu tiên đây đi. Sẵn tiện bé đầu tiên đi ha. Bé này là bé giới tính đực này ha. Đực 1 này. Gọi là mình xuất đực đực 1 đi. Đó. Đực 1 này. Mặt rất là gấu nha. Đó. Chân này, chân cực kỳ luôn này. Nhìn cái chân là thấy không? Chân cực kỳ luôn luôn. Mặt rất là gấu này. Đó. Phôm người này. Phôm người ngắn này. Đuôi cắt sát này. Đó. Mặt gấu, mõm rất là ngắn nha. Đó. Những bé này là những bé lâm dài nha. Bé số 1 chưa tính được. Bé số 1 chưa tính được này. Mõm gấu, chân ngắn, người ngắn, lâm dài. Đó, đầy đủ giấy tờ VKA và chiếu cho anh chị luôn ha. Bé số 1 cái tính đực nha. Mình sẽ đánh lần lượt nhớ thứ tự cho anh chị xem ha. Cá này. Ok. Tiếp theo là bé số 2 nha. Đây, bé số 2 này thì vẫn cái tính đực nha. Đó, đực 2. Mõm gấu này, mõm rất là gấu tại vì cái đàn này thì nó cùng cha cùng mẹ nên cái mõm này, mặt mũi và cả phôm chân, phôm dáng người nó đều tự tựa nhau cả. Nó chỉ khác nhau một tí là có con thì màu lông nó sẽ đậm hơn một tí và có con màu lông sẽ nhạt hơn. Đó, và có con nó sẽ mặt nó ốm hơn một tí thôi. Đó. Nhưng đặc biệt con này rất là đẹp này. Đó. Con này thì anh chị nằm lấy chọn sớm lấy bay này cực kỳ đẹp luôn này. Đó, mắt rất là lanh, mõm rất là ngắn này. Đó. Lâm dài hết nha, cái đàn này lâm dài hết nha. Anh chị nằm mà lấy lâm dài hết đầy đủ ha. Đợt 2 nha. Cực kỳ đẹp này. Xem lại này. Thật sự thì đàn này rất là đẹp. Giá rất ưu tiên thôi. Giá ở trong này từ 10 đến 20 củ bé thôi, tùy theo bé. 10 đến 20 củ ha. Giấy tờ VKA full luôn cho anh chị luôn ha. Bé số 2 giờ vẫn là giới tính đực nha. Rồi, ok. Hiện tại thì đang là có 2 đực ha. Thì mình sẽ chuyển qua mấy bé cái nha. Này, bé số 3 là giới tính cái này ha. Bé số 3 giới tính cái này. Thì chắc mõm và chân thì mình không nói nữa ha. Mình sẽ quay cụ thể chi tiết và phôm người mấy bé cho chị xem này. Mặt này, cái chỉ này, vòng cổ này. Phôm lưng này, phôm đuôi này. Nói chung cực kỳ đẹp. Nói chung anh chị nhìn bé là chị thấy rồi. Dễ thương lắm. Rồi bé số 3 cho tính cái nha. Anh chị xem thích bé nào liên hệ luôn em ha. Ngủ quá ha. Rồi. Bé số 4 nè. Bé số 4 nha. Bé số 4 vẫn là giới tính cái nha. Đó. Giới tính cái này. Mặt này, xem mặt mũi này. Mặt này. Đó. Chân này. Cái chỉ này. Phôm người này. Đó này. Bé số 4 là giới tính cái anh chị nha. Ha. Mọi lần bé này nó sẽ vàng nhạt hơn một tí hơn bé kia ha. Đó. Và cái đen là lắm máu nha. Nó đánh lên xíu nữa nó sẽ thay vàng hết nha. Anh chị yên tâm nha. Bé này là vàng trắng hết á. Fluffy nha. Đặc điểm bé này là full giấy tờ VKA và chiếc anh chị nha. Ví dụ mà nó chó này. Bé cuối cùng này.
bát cuối cùng là bát số 5, thì bát này vẫn là giới tính cái nha. À, tổng cộng thì đàn này là có 2 được 3 cái. Anh chị xem clip thì thích bát nào thì liên hệ với em liền ha. Xem mặt này. Đó. Chân này. Trên người này. Đó. Cái chỉ này. Cái vòng cổ này. Đó. Lưng này, đuôi này. Nói chung form người rất đẹp. Bát này màu lông khá là vàng ươm này, rất là đẹp này. Đó. 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 Những bát này thì yên tâm đi, anh chị sẽ thấy một vài bát lông đen đen, nhưng mà khi nó trưởng thành nó sẽ thay lông, nó sẽ vàng trắng hết nha, anh chị yên tâm. Thì nó chỉ khác biệt với những bát mà từ nhỏ nó vàng thế này này thì màu lớn nó sẽ vàng nhạt, còn những bát mà nó có bộ đậm hơn thì lớn nó thay lông vàng, nhưng nó sẽ là vàng, nó sẽ đậm hơn một tí so với những màu vàng này nha, nhưng cũng rất là đẹp nha anh chị, không phải là màu đen lẫn cửng như thế nha, yên tâm đi. Đó thì cả năm bát này là có đầy đủ giấy tờ VKA và chip cho anh chị luôn nha, anh chị yên tâm. Thì em sẽ mua, em sẽ đăng ký đầy đủ giấy tờ VKA và chip. Thì trong cái giấy tờ VKA và chip đó thì nó sẽ có thông tin đầy đủ về cho ông, cho bà, cho cha, cho mẹ và cả chó, và có thông tin của tụi nó, rồi thông tin người nhân giống này, rồi thông tin người mua, thông tin chủ đấy, địa chỉ, điện thoại. Thì sau này dù anh chị mà có điều kiện đi dẫn má đi thi, mới thi thi dọn thi, thi chơi đó, thì có thể dẫn má đi thi đặc biệt. Cái dòng chó này thì ngày xưa nữ hoàng anh nuôi rất là nhiều nha, bà cực kỳ thích cái dòng này luôn, tại vì nó rất là dễ thương đó. Trên thị trường thì đang có rất là nhiều, có vài bé chỉ 5-6 củ là có rồi, nhưng mà những bé đó mổm rất là dài ha, có mổm nó dài thế này nè, nó hay gọi còn là mổm chuột đó, và thứ hai chân rất là dài luôn. Ví dụ như mấy bé này thì được là năm mấy ngày tuổi là chân bao nhiêu, còn những cái loại kia giá rẻ năm mấy ngày tuổi chân lưng chân nó là bao nhiêu rồi, thì khi trưởng thành là chân rất là cao. Mà cái đặc thù của dòng Corgi đó thì bắt buộc là chân phải luồn, vậy như chân luồn như thế này, chân còn luồn là còn thấp, còn luồn còn gầm thấp là giá trị còn cao. Thứ hai là mổm phải gấu và hộp ha, ngắn, cái mổm nó mà còn dài là còn mất giá trị, cái mổm nó phải là ngắn như thế này, ngắn lại thì nó lớn rất là đẹp luôn đó. Và cái chỉ và khăn quàng cổ là những cái mà không thể thiếu của dòng Corgi rồi ha. Đó, mình thả này vô đây, phải quá. Thì tổng cộng thì trong đàn này có 5 bát hát ha, mình quay gần cho chị xem ha. Thì tổng cộng trong đàn này là có 5 bát đủ hết nha. Này. Rất là quậy nha. Vui quá. Tại vì cái này hồi nãy là tắm rửa xong đem đi chụp hình này. Đó, chụp hình đi, với lại mình mới livestream xong nó mệt, nó ngủ. Đó. Còn đây sức khỏe nha. Mình sẽ bảo hành cho anh chị là 7 ngày 2 bệnh bạc vô bạc care nha. Về mà trong đàn vòng 7 ngày đầu mà cuốn dính một trong hai bạn đó, mình sẽ đổi một bé mới hoàn toàn miễn phí cho anh chị ha, đổi ngang giá cho anh chị một bé Corgi cho anh chị luôn đó. Còn nếu như không muốn đổi mình sẽ hoàn tiền lại anh chị, không sao hết ha. Còn mình sẽ vận chuyển toàn quốc luôn, anh chị ở tỉnh thành nào thì em vẫn vận chuyển được cho anh chị ha. Đó thì khi mà anh chị mua một bé thì anh chị chỉ cần cọc trước cho em khoảng tầm là 20-30% giá trị và em sẽ chuyển cho đến cho anh chị ha. Đó, dễ thương ha. Trong này thì bé thấp nhất là 10 củ, còn bé cao nhất là 18 củ ha, những bé trung bình là 15 củ. Thì anh chị mà mua bé nào thì có thể là cái bạn Zalo ha, số điện thoại Zalo em để trên màn hình, các bạn Zalo em để chọn cho đẹp. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn anh chị đã xem clip với em, chào anh chị.